Xin chào mọi người. Sau đây là thanh niên Vũ Thị Hương. Sau khi chuyển nhà và nhà không có gạo, phải sang nhà mẹ lấy gạo mọi người này. Về nó mép mẹ. Đâu có đâu, em đâu lấy gì đâu. Đâu? Đâu đi đâu hả? Mua ý là còn thiếu cái gì nữa không? Hết rồi, bịch nhỏ rồi. Ý là sao chuyển nhà qua rồi thiếu cái gì nữa không? Lấy bịch nhỏ vậy thì trồn được mấy ký? Tại em hết bịch to rồi mới lấy bịch nhỏ này. Đây hả? Đây mọi người đây, không lấy gì đâu này. Thanh niên đang trồng gạo mọi người này. Về tao mép mẹ. Điên, mẹ kêu đi qua lấy rồi. Mẹ qua kêu lấy hả? Ghê ta. Anh thử mét đi. Để xem mấy lon. Một lon. Hai lon. Lê đúng ngoài chỗ. Ba lon. Trời ơi, đưa bịch nhỏ thôi. Nó lịch to nó lấy hết gạo á. Hương. Cái này to nè, có cái miệng kẹp lại nữa nè. Ngại hả? Ngại nhưng nửa đi mà đúng không? Ngại mà thôi, chị Phú đổi sai đi. Thôi em lấy bịch này thôi. Vậy ba người sao đủ ăn? Lấy thêm đi. Ê, cái này dễ hơn nè Hương. Thôi em lấy nhiêu đây được rồi. Mọi người em lấy nhiêu đây là mấy ký rồi. Mấy trời ký rồi. Mấy ký. Đấy, nhà hết gạo ngợ. Rồi em phải mượn một cái này nữa. Mượn gì nữa? Cái gì? Nhà không có chén à? Không phải. Hả? Em cũng biết cắm cơm mà em chỉ biết cái chén này là cắm nước được. Trời ơi. Ủa, cái nước cơm hả? Chị làm cái giang ngoài nào đúng quá Hương. Trời ơi, không biết cơm. Không. Cái chén em mượn chén để đong nước hả? Đúng rồi. Không, không tối tao phải cho lên phóng. Đúng rồi. Ý là nhà chuyển qua còn thiếu gì nữa không? Không, nhà em đầy đủ hết rồi. Vậy hả, anh tưởng thiếu gì nữa anh cho tiền mua. Anh đi thiếu gì không, thiếu gì. Đưa tiền đây. Ủa thật mà. Được, anh thiếu thật. Tất cả mọi thứ. Mẹ láo, không thiếu gì nữa. Đưa tiền đây, không. Ê, cái chén đó đâu. Thiếu gì nữa để anh biết được anh cho tiền mua nè. Thiếu gạo thôi hả? Rồi mai mua cho 50 ký luôn. Gì không, vậy? 20 ký thôi. Gì vậy? 20 ký bao nhiêu tiền? 20 ký là tới 400 ngàn rồi. 4 ngàn hả? Ủa cái chuyện đó. Ok, cho 400 ngàn mai mua gạo này. Mình quay clip mình đầu tư, clip là mất 500 ngàn các bạn. 20 nè, cho 500 ngàn mua gạo. Xíu nữa có đòi lại không đó? Không đòi thật mà. Mọi người hãy làm chứng cho em nha. Em đi ăn mua gạo, anh cắn cho em 500 ngàn. Ok. Đấy, cho 500 ngàn để mua gạo nha. Còn thiếu gì nữa không? Không. Ok, không, may quá, hết tiền rồi. Chưa thiếu nữa, không có tiền để cho. Chén nó mẹ để đâu rồi ta? Chén gì? Chén to. Chén to, chén nào? Cái thì to. Gạo đúng không? Em lường kiểu này này. Em để em chấm một lóng tay xuống. Nó bằng nửa đốt tay như này là. Thì em nấu 1-2 bữa đầu nhào, bữa sau ít nước lại. Ôi, em muốn nó hoàn hảo. Hoàn hảo, cuộc đời chả có ai hoàn hảo ngay từ đầu đâu em. Lúc nào cũng chấm nửa vậy hả? Nói chung là tùy loại gạo nữa, không phải loại nào cũng một thì, một lóng. Em mới hỏi anh. Nhưng mà đâu phải loại nào cũng giống nhau đâu. Ấy là thì gạo là em đong là sẽ là dùng một chén. Thì em giờ em tìm cái chén nào tương tự như vậy không, chứ. Không, chỉ có một cái chén đó thôi nên em mới phải bay qua đây mượn nó. Vậy cả tìm một cái chén đó thôi. Nó chỉ có một cái chén đó thôi, nhà mình chỉ có một cái chén to đó thôi, không biết cái nào được để nha. Xin chào mọi người, thì đây là em dâu của mình. Hôm nay mình mới biết là nó không biết nấu cơm luôn ạ. Thường ngày là bình thường là mẹ nấu, thường thường là mẹ nấu cho cả nhà ăn, thỉnh thoảng Hương mới nấu thôi. Hôm nay thì không ngờ là Hương không biết nấu cơm đong nước. Nấu cơm. Hôm nay là Khánh sẽ bóc phốt Hương mọi người nhá. Em biết nấu cơm. Biết nấu cơm mà bây giờ phải đi tìm một cái chén đấy mới đúng chén mới đúng nước à. Chết rồi. Đấy, Hương vừa chuyển qua nhà mới, được chuyển qua nhà mới, thuê nhà mới ở đây là hôm nay dọn đồ, thế hôm nay về bên hôm qua chưa mua gạo được, hôm nay qua nhà mẹ xin xin gạo về nấu cơm một ngợ đấy. Đấy, vừa cho 500 ngàn để mua gạo đấy, về mua gạo nhá. Thì không á, thật chứ ai đùa đâu. Đi có đòi lại không? Không đòi, anh nghèo thì nghèo nhưng mà vẫn cho. Nè, anh thấy em nghèo không? Mặc áo rách. Thấy mọi người, nhà nghèo nổi mặc áo rách. Đấy, hôm nay phải sang nhà mẹ để xin em gạo. Em tưởng bị rạch túi á mọi người. Đấy đây hả? Nè, nó thấy mọi người thấy không? Nè, rách rồi. Áo của ai vậy? Áo của em mặc mấy năm giờ, mặc từ 2017 từ khi cua Lai Hòa tới khi cưới Lai Hòa nó cắt được. 4 năm, 5 năm rồi. 3 năm chứ. 27, 21 là 21. 3 năm. 4 năm. 4 năm rồi đó. Nè, trả lại dưỡng á. Không, thật mà, đi. Cho mà. Đừng có em. Thật, tí tao đăng clip. Clip này
sẽ được lên sóng trong tối hôm nay. Anh bị gì vậy? Không thật. Mẹ chừng nào về ta? Mẹ đi mua bàn rồi, xíu nữa mới có, mới về. Đâu? Đùa má ơi, em lấy thôi. Em áo rách cho xe anh rách nè, nè. Xe anh ta tua này. Xe của anh 7 triệu là ông 7, 7 triệu. Mười mấy triệu mà rách te tua này mọi người này. Rách này. Tan nát hết rồi này. Đấy. Nhìn về thôi nhưng vẫn ngon nha. Sao có mua xe mới không? Lai Hòa có cho tiền mua xe mới không? Có. Có. Gì? Thì em lường đi, lường đại đi. Lỗ nó nhão sao không? Đi đâu nhão? Hôm nay. Như vậy. Sao đồ ăn ngon định xúc về luôn hả? Hả? Phải, xúc... em ăn thèm tôm. Thèm tôm hả? Lấy về ít mà ăn. Còn có 6 con mà em. 6 con mang về ăn. Thôi, làm. Hả? Thì lại cho 500 đó, 200. À, 20 cái gạo ký 10.000 đúng không? Ký 20 ngàn mẹ. Ký 20 ngàn. Ngàn một ký, cái này 20 ngàn một ký. 20 ngàn một ký, 20 ngàn một ký. Vậy là 500 là mua được mấy? 25 ký à? Đấy, thấy chưa? 25 ký gạo, ăn được 1 tháng không? Trời ơi, ăn được mấy tháng rồi. Ồ, đó. Ok nha. Cầm xăm đi ta. Ngày mai lại qua xin tiếp á. Qua xin là đuổi chứ, ai cho xin là đã qua kia là đuổi, không có cho về đây nữa. Không, anh bị gì vậy? Gì nữa? Đã qua kia rồi, cái gì đó nữa? Dạ, à em thích uống hai bữa mỗi lần. Thích uống thì cầm về. Ừ hay ấy, ha. Ở riêng thích chạy qua đây, thích cái gì mang về vậy đó. Ở đây một người thanh niên qua nhà mới rồi sang đây này. À anh Khánh, em có một điều muốn nói với anh Khánh. Điều gì? What? Em dùng 500 ngàn mua lại một chai này được không? Mơ đi con. Mua gì? Mua gì? Mua chai này này. Mua này em sao? Pink Lady chẳng. Điện. Em quảng cáo làm sao mà mọi người mua ủng hộ anh người, tặng em luôn. Mọi người ơi, cái này biết sao không? Đó, tèn tèn. Đây em quảng cáo cho biết sao, em hay coi TikTok á, em sẽ kể mọi người nghe câu chuyện về TikTok. Trời ơi, đi nấu cơm mà giờ qua đây. Nè, mọi người có nghe câu chuyện là trời ơi mọi người, tôi chuẩn bị đi đám cưới á mà hả bây giờ hả? Trời da tôi nó đen thù lùi vậy nè, bây giờ tôi không biết sao nữa. Cái nhỏ em tôi nó kêu tôi vô đi. Chọc thôi má. Ui, không, cái con nhỏ đó nói nhanh như vậy. Vô đi em cho cái chuyện này nè. Cái nó đưa tay tôi vô té vậy nè, xong nó chà. Trời ơi, trắng quá trời trắng luôn. Mà tôi nói cho nghe nè, một cái này là một lần tắm, là một lần dưỡng trắng nên là trời ơi nhỏ chị yêu thích quá trời luôn, nó mua về đó. Nên là em muốn thử coi nó có trắng thì gồm. Nói chung em bây giờ em quảng cáo làm sao mà mọi người trên kênh của anh mua hàng ủng hộ anh tặng em cái này luôn. Mọi người hãy thử xài thôi, mọi người đừng từ đợi em nha. Em thử xài xong rồi em sẽ review cho mọi người nghe. Chứ giờ lỡ em xài nó không trắng mà anh Khánh bán, anh Khánh nói trắng thì là kỳ đúng không? Đợi em đi. Ok. Em tắm thử một lần coi đúng như nhỏ nói. Trời tắm một lần bằng một lần dưỡng trắng. Cái này anh thấy đang hot mà cũng bảo là tắm một lần là trắng, nó trắng gọi là trắng một, lập tức. Một lần tắm là bằng một lần dưỡng da, dưỡng kem á mọi người. Nên là để em tắm thử xong rồi em sẽ review cho mọi người ở những video tiếp theo. Bởi vì ngày mai em vẫn xác định em vẫn qua xin đồ tiếp nha. Thánh xin đồ, bữa nay thành thánh xin đồ ạ. Chứ hả? Hộp này 250 trả tiền đây. Thôi lại 250. Thôi đùa. Cho em review cho. Thì giờ review tặng luôn á. Nhưng mà để coi là khán giả có mua không rồi nha. Mọi người có mua rồi nha. Không, em là thiệt thà lắm mọi người. Ví dụ em xài trắng em mới nói trắng. Nhưng mà cái hàng này em cắn bán mà trắng thì mai mốt em review lại cho mọi người. Em sẽ dùng cái clip để em review cho mọi người nó có trắng thiệt hay không. Còn bây giờ thì em xin phép mọi người em đi về. Chứ không mẹ về cái thấy em qua lấy một lum đồ. Còn mẹ về luôn được kìa. Mẹ về luôn kìa. Đấy. Mẹ ơi, thằng Hoàng Hương qua lấy gạo này. Đấy thấy chưa? Mẹ cho chứ không phải là em quan trọng nha. Anh Khánh đừng quay lên video xong kêu em quan trọng. Anh Khánh quay lên đấy này. Ồ vậy ha. Ghê vậy, con mới cho 2 yến rồi. Thôi con, anh Khánh mới cho con 2 yến rồi. Sướng ghê, sướng ghê, được mẹ xa, mẹ thấy không có gạo mẹ đi mua cho một bịch gạo về luôn. Cái là hương không biết là lương gạo. Sướng ha, quá, được mẹ cho thêm một bao gạo. Hương nó muốn tìm cái chén mà lừng nước để đong gạo mẹ, không phải nhà nó hết chén đâu. Mẹ
đi kia nữa không được. Trời ơi mọi người, em rồi. Vừa đâu, mà chỉ là nhào đâu. Một chén gạo đi ngon. Gạo đi. Đúng rồi, một chén gạo là một chén này nên là em phải đi qua đây chứ nhà em quá trời chén luôn. Ừ. Mới cho 500 mua gạo giờ mẹ cho thêm bịch gạo nữa. Ráng nuôi à, nuôi đi nuôi công điện hai cái trở về này. Thôi mất xin nữa hả? Không có trở về cho nó ngay thôi. Mai hôm qua. Lái qua qua chỗ mày đi. Chỉ có khá chứ nấu ngay tối mà có đôi cái nuôi nhỏ đi thì nấu thì hãy bật lắp. Mỗi bữa thằng Khánh chỉ thì mồng nấu ít mà đáng thôi chứ. Chết đấy cũng nấu đến đi. Mà mình muốn nuôi chỉ thôi. Cái nồi bự bự gì mà. Ở đây nếu nuôi nhỏ thì nấu. Nhà dư một cái đó. Khí cũng khá chứ. Cho cái nuôi nhỏ nấu cho ăn bất lắp. Để con. Cái máy lấy chuyện lên lấy chích cơ con đi thôi. Lái qua qua chỗ mày đi. Con đi về đó. Bye bye mọi người nha. Về đi. Đã có đầy đủ đồ nghề rồi. Từ ngày trước chị chú sẽ gửi hình ảnh đồ ăn em nấu cho anh coi. Ghê thật. Nấu sao qua còn ăn ké nha. Trời rớt. Kẹt nó đắt cái nó rớt. Có về nha, bye bye mọi người. Rồi bye bye nha.